Tiếp tục, màu lý xanh đi đường qua xa cùng Yamaha Vision One. Cái đó một lý quen thuộc, 1k 500ml thôi. Tại vì xe này mượn được có một buổi rồi cho nên mình đổ 500ml thôi ha. Rồi sau đó mình nhân lên. Đúng 500ml rồi nha. Ô đô của chiếc xe này là 4200km. Xe này không có chip A nhưng mà may mắn sao là cái vòng đo số mét á nó đã về không rồi. Cho nên là chẳng là 4200km luôn nha. Để thử nha. Không lên, xăng vô. Không rớt giọt này ra ngoài luôn nha. Rồi, để. Lên đường. A few moments later. Rồi, sắp có dấu hiệu hết xăng rồi, xe bắt đầu cày giật rồi. Rồi, hết xăng rồi nè. Hiện tại là 422 km. 4221 km. Phải, cái này là giữa 500 với 600 á, là mình cho là 550 đi ha. 21,5 km cho nửa lít xăng thì tính ra trung bình 1 lít đi đâu đó được khoảng cỡ tầm 42-43 km. Trung bình 100 cây tốn khoảng 2,3 lít. Ở đây có 1.69 à. Có thể là do xe này thồ thêm đồ, với lại đường mình đi là đường Sài Gòn cho nên nó sẽ hao hơn mức bình thường một xíu.